Thị trường chuyển nhượng hè năm nay vẫn đang diễn biến đầy hấp dẫn, khiến người hâm mộ đi từ bom tấn này tới bom tấn khác. Trong một diễn biến mới nhất, Man City hứa hẹn sẽ tạo thêm một thương vụ trăm củ mang tên Josko Gadio. Vào hôm chủ nhật, giám đốc thể thao của câu lạc bộ Leipzig, Max Eber, phát biểu trên hãng tin LVZ: "Tôi có thể xác nhận rằng Josko Gadio và người đại diện đã nói với chúng tôi về mong muốn chuyển đến Man City của họ. Chúng tôi đang đàm phán với đội bóng này. Đó là tất cả những gì có thể nói vào lúc này." Theo đó, đội bóng của Đức yêu cầu mức giá ít nhất là 100 triệu euro, mức phí biến Gadio trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử. Trong khi đó, lời đề nghị gần nhất từ phía Man City có giá 90 triệu euro và được dự đoán sẽ sớm nâng lên trong ít ngày tới. Daily Mail cho biết giám đốc thể thao của The Citizen, Tiki Bergisten, đã gặp gỡ người đại diện của Gadio. Đội chủ sân Etihad hiện đang trong quá trình hoàn tất việc thống nhất các thỏa thuận cá nhân với trung vệ người Croatia. Câu hỏi được nhiều người thắc mắc vào lúc này: Gadio có gì mà khiến bác phải sai lầm đến thế? Hãy cùng Yêu Bóng Đá Figo phân tích và bàn luận rõ hơn về câu hỏi trên thông qua video dưới đây. Nhưng trước tiên, xin giới thiệu với các bạn, muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay figo.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Gã hói thiên tài của chúng ta, Pep Guardiola, đang sẫn sàng biến cầu thủ người Croatia Josko Gadio trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Gadio năm nay 21 tuổi nhưng đã được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Tại câu lạc bộ Leipzig, Gadio được ví như là Erling Haaland của hàng thủ với bộ kỹ năng đa dạng và tư duy chiến thuật rất tốt. Điểm mạnh nhất của Gadio là sự quyết đoán khi anh có rất ít động tác thừa, bên cạnh khả năng hỗ trợ phát triển bóng tuyệt vời. Giống như phiên bản ở hàng công, Erling Haaland hàng thủ vừa cao lớn lại vừa khéo léo, có sức mạnh nhưng lại chơi bóng rất thông minh. Điều đó giúp Gadio nổi bật hoàn toàn so với lứa tuổi. Hiển nhiên, trung vệ này đã đạt được một vài thành tựu nhất định cùng hàng loạt lời khen có cánh. Nhưng để đi hết con đường đỉnh cao, Gadio còn phải làm rất nhiều thứ. Chính vì thế, cơ hội được dẫn dắt bởi Pep Guardiola qua đó nâng cấp bản thân là quá kích thích và khiến Gadio không thể chối từ. Ngoài tiền bạc, danh hiệu, Gadio cũng muốn được trải nghiệm mà không phải ai cũng may mắn sở hữu được làm việc chung với Pep, một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử. Đổi lại, khi nhà có điều kiện, Pep chẳng tội gì mà không đón nhận cơ hội đón chào Erling Haaland thứ hai, nhất là khi ông cũng thích Gadio từ lâu. 100 triệu euro sẽ được Man City đặt lên bàn đàm phán để mang Gadio về sân Etihad mùa hè này. Điều này đồng nghĩa với Citizen sẵn sàng biến anh trở thành trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử. Hoàn toàn dễ hiểu thôi, bởi Gadio sở hữu tiềm năng rất lớn. Hơn nữa, dưới bàn tay của Pep, anh còn hứa hẹn sẽ phát triển khủng khiếp hơn nữa. Sau màn trình diễn xuất sắc của Gadio trong trận hòa không đều của đội tuyển Croatia trước Bỉ tại vòng bảng World Cup 2022, kết quả giúp Vlahovic tiến vào vòng 16 đội. Huấn luyện viên Slavko Dalic đã khen cậu học trò là trung vệ hay nhất thế giới. Nhận định này chưa chắc đã đúng, đặc biệt sau pha bóng ngôi sao 21 tuổi bị Lionel Messi loại bỏ tại trận đấu bán kết gặp đội tuyển Argentina sau đó. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Gadio là một trong những hậu vệ trẻ đầy tiềm năng nhất châu Âu. Người đang thuộc biên chế câu lạc bộ Leipzig là lựa chọn số 1 tại hàng phòng ngự tuyển Croatia với 21 lần ra sân tính đến thời điểm hiện tại. Tại World Cup 2022, ngoài pha theo kèm thất bại trước Messi, trung vệ này chơi ấn tượng và chỉ xếp sau Andrew Fernandes ở giải thưởng cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu. Đôi khi, ở tuổi 21, Gadio bị nhận xét hưng phấn quá mức, dẫn đến việc mắc sai lầm. Với Pep Guardiola, điều này có thể sửa rất đơn giản. Điểm khiến Pep rất ưa thích Gadio là việc trung vệ này có khả năng đi bóng rất tốt, thậm chí khi cần có thể đá hậu vệ trái rất ổn, băng lên không chiến ghi bàn cũng không phải là dạng vừa. Pep Guardiola đánh giá cao Gadio về kỹ năng xử lý bóng và tranh chấp tay đôi. Bên cạnh đó, ông ưu tiên mua trung vệ hơn hậu vệ cánh. Sau thành công mùa trước, Guardiola muốn phát triển thêm hệ thống phòng ngự 4 trung vệ. Gadio có thể được kích hoạt chơi mọi vị trí ở hàng thủ và không chừng là hàng tiền vệ như cách John Stones tỏa sáng trong mùa giải 2022-2023. Ai mà biết được, đó chính là sự hấp dẫn khi làm việc với Pep. Theo mô tả của The Athletic, Gadio được gọi là tiểu Pep Guardiola khi hai người từng xuất thân là tiền vệ trung tâm nên có bộ kỹ năng và cách đọc trận đấu khá tương đồng. Do đó, khi làm việc với nhau, họ sẽ có tính kết nối cao. Sau hai mùa giải thi đấu tại Bundesliga, Gadio có tổng cộng 59 lần ra sân cho câu lạc bộ Leipzig, đóng góp 3 bàn thắng và 2 đỉnh kiến tạo. Hậu vệ người Croatia còn có kinh nghiệm ra sân tại đấu trường Champions League với 12 lần. Nếu gia nhập Man City, con số trên có thể tăng mạnh trong tương lai. Gadio là mẫu trung vệ toàn diện với kỹ năng phòng ngự lẫn tịnh tiến bóng tốt. Cựu trung vệ Dinamo Zagreb không có khả năng tranh chấp tay đôi và bóng bổng thuộc nhóm dẫn đầu Bundesliga.
Xong, cầu thủ 21 tuổi có đủ sự quyết đoán để thực hiện những pha chuyền bóng. Phẩm chất được The Guardian mô tả là chính xác như Juan Bissaka. Gattio ít phải thực hiện những pha tranh chấp vì có lối chơi thiên về mặt đầu óc. Mùa vừa qua, tại giải đấu số 1 nước Đức, Leipzig kiểm soát bóng trung bình 56% mỗi trận, chỉ xếp sau Bayern Munich. Điều đó đồng nghĩa trung vệ người Croatia tham gia vào các tình huống tấn công nhiều hơn là phòng ngự. Vì vậy, những tình huống thủ mà Gattio phải đối mặt chủ yếu là chống phản công. Điều kiện khiến khả năng chuyền bóng chính xác của cầu thủ này càng phát huy tác dụng. Còn trong nhiệm vụ tổ chức tấn công, hậu vệ 21 tuổi có tỷ lệ chuyền bóng thành công đạt 91,1%, cao thứ 8 tại Bundesliga mùa 2022-2023. Trong trường hợp đối mặt với những pha chuyền về thiếu lực từ đồng đội, Gattio có khả năng chọn vị trí tốt, thường chủ động dâng cao lấy bóng. Sau đó, hậu vệ này đủ kỹ thuật để dắt bóng lên nhằm vượt qua các tiền đạo đối phương rồi chuyền cho đồng đội, tiếp tục khâu chỉnh hai bóng. Thuận chân trái, cua hiếm ở vị trí trung vệ, Gattio thường chơi lệch trái. Không chỉ vậy, cầu thủ 21 tuổi còn đủ khả năng tỏa sáng từ những tình huống cố định trong những trận đấu lớn. Ví dụ cú đánh đầu thành bàn trước chính Man City tại trận lượt đi vòng 16 đội Champions League mùa giải vừa qua, hay trước Maroc tại trận đấu tranh hạng 3 World Cup 2022. Với những lý do trên, không chỉ Man City, Tottenham, Liverpool và Real Madrid đều từng nhắm đến Gattio. Khi những câu lạc bộ trên không có đủ động lực để chi 100 triệu euro cho cầu thủ người Croatia, nửa xanh thành Manchester đang là ứng cử viên sáng giá nhất để giành chữ ký của một trong những trung vệ trẻ hàng đầu châu Âu. Sau khi ký hợp đồng với Mateo Kovacic từ câu lạc bộ Chelsea với giá 25 triệu bảng, Man City rất muốn củng cố hàng thủ của họ. Với việc trung vệ Aymeric Laporte chuẩn bị ra đi và Man City vẫn chưa thuyết phục được Kyle Walker ở lại, Gattio được coi như là bản hợp đồng lý tưởng. Gattio có điều khoản giải phóng 97 triệu bảng trong hợp đồng với câu lạc bộ Leipzig có hiệu lực vào năm 2024. Như City muốn ký hợp đồng với anh ngay bây giờ. Nhu cầu sở hữu trung vệ của Pep hiện lớn hơn nhiều so với khi còn sử dụng sơ đồ có hai hậu vệ cánh trong quá khứ. Với vị trí sở trường là trung vệ lệch trái, Gattio có thể chơi với vai trò hậu vệ cánh, trung vệ lệch trong bộ tứ phòng ngự của Man City. Nguyên nhân hậu vệ này chưa thể đá trung vệ giữa Ruben Dias vẫn đang khẳng định giá trị. Song, thậm chí ở vị trí lệch trái, liệu Gattio có thể cạnh tranh với Nathan Ake và phần nào là Manuel Akanji, những nhà vô địch Champions League mùa giải vừa qua? Nhiều khả năng Gattio sẽ được tạo điều kiện một năm để làm quen với chiến thuật của Pep, như trường hợp của Jack Grealish. Sau đó, nếu tiếp tục phát triển bản thân, cầu thủ người Croatia có khả năng chiếm được suất đá chính tại Man City. Ở tuổi 21, Gattio thậm chí còn có thể là mảnh ghép của hàng thủ Man City trong cả thập kỷ tới. Nếu phát triển đúng hướng, rõ ràng tham vọng trở thành trung vệ số 1 thế giới của Gattio là hoàn toàn có lý. Tài năng đã có, tiềm năng đầy hứa hẹn, sắp tới lại còn được chui rèm dưới bàn tay của thiên tài Pep Guardiola. Gattio đang tiến bước trên con đường trở thành số 1 như những gì anh đã đạt mục tiêu.